Vĩnh Thạch hả? Cha biết trứng gì không? Trứng vịt Bích Thảo. Còn cái này nè, nó là trứng vịt lòng đào. Còn cái này nè, nó là con cá mập. Còn con màu đỏ này là con cá đuối. Còn cái này nè là hột vịt muối. Ăn tiếp con cá đuối nè. Nè ăn cái hột vịt lòng đào đi. Cái này là gì? Cái nào? Cái này á hả? Cái này nó là gì không biết nữa. Thù không hiểu được. Nè, con cá đuối nè. Con cá đuối nhìn giống con cá mập. Nó ăn hết thịt rồi. À xương xa hột é. Ăn thịt đi. Bên nhau hoài nhé.
đố anh con này là con gì? Hồi nãy như theo em nói là con cá mập. Đúng rồi, ăn ơi. Chọn một nơi ở thì em muốn ở đâu? Quy Nhơn. Quy Nhơn hả?